bỏ quên trẻ trên xe dẫn tới cái chết thương tâm. Chuyện tưởng như không thể xảy ra lại xảy ra không chỉ một lần, chính là lời cảnh báo nghiêm khắc với người lớn. Sự lơ là, tắc trách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vậy cần dạy trẻ những kỹ năng gì trong tình huống bị bỏ quên trên xe một mình? Sau đây là 6 kỹ năng cơ bản các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con để phòng các trường hợp không may xảy ra. Thứ nhất, hãy dạy trẻ cố gắng giữ bình tĩnh. Vì la hét khóc lóc sẽ mất sức và nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Thứ hai, hãy bấm còi xe. Nếu thấy ô tô đã đóng cửa kín, trên xe không còn ai, thì bé hãy chạy tới phần vô lăng, bấm còi xe. Dù xe đã tắt máy, nhưng còi xe vẫn kêu và người bên ngoài sẽ phát hiện rằng bé đang ở trong xe. Thứ ba, hãy mở cửa sổ của xe. Dù xe đã bị đóng kín, tài xế đã khóa xe, thì khi ở trong xe vẫn hoàn toàn có thể mở được cửa sổ của xe để kêu cứu. Thứ tư, đứng ở phần kính trước vô lăng để vẫy người phía ngoài. Có thể các cửa sổ của xe sẽ dán đề can tối màu để hạn chế ánh nắng, nhưng cửa kính phía trước vô lăng luôn là kính trong để tài xế quan sát đường. Do đó, trẻ có thể tới phần kính đó, tìm cách báo cho người bên ngoài biết mình đang ở trong xe bằng cách vẫy tay hoặc cầm các đồ vật rồi vẫy để thu hút người phía bên ngoài. Thứ năm, bật đèn khẩn cấp, đèn hazard. Tương tự còi, đèn hazard được thiết kế nguồn điện riêng để nó lúc nào cũng sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con nút bật cái đèn này có hình tam giác và rất dễ thấy trên tablo buồng lái. Bấm vào nó để gây sự chú ý kết hợp với bấm còi. Thứ sáu, dùng búa thoát hiểm. Các xe chở học sinh hầu hết đều có búa thoát hiểm. Trong trường hợp bất đắc dĩ, các con có thể dùng búa để thoát hiểm. Hãy yên tâm, búa thoát hiểm thiết kế có đầu nhọn, tập trung ra lực. Do đó, với một lực nhỏ của con cũng có thể đập vỡ kính, không cần quá nhiều sức lực. Chỉ cần bớt chút thời gian mỗi ngày là cha mẹ có thể dạy cho con những kỹ năng cần thiết trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, để trường hợp này không tái diễn, cha mẹ hoặc người lớn cần chắc chắn một điều rằng không bao giờ được để trẻ ở một mình trên xe ô tô, xe buýt.